Leo chuẩn bị ngưng nha. Ê, nó quẹo ra rồi kìa. Tính ra chỗ này cũng đẹp mà. Leo bí bí. Con dẫn xuống được không? Dẫn xuống thôi chừng. Đây đây, kia có ba. Rồi, lên. Lên lên. Cái này cứ làm sao té luôn. À, ba ba nổm. Thì con kéo xích lên thì con mới chạy được, tụi nó tuột xuống á. Kéo xích lên, đẩy xích lên. Để cho người ta đi nữa kìa. Leo để lên rồi xong rồi con đạp lên, rồi con để chân lên, đạp đạp tới, đạp tới. Rồi để chân lên. Đạp đạp mạnh lên. Nó lúc lên không muốn. Rồi, được rồi. Leo để cái chân lên cái cao. Mình đang luôn đạp tới rồi con đưa chân lên luôn. Coi chừng nha, khu đó là xe đó. Khu đó. Thôi đạp cái, tại cái này cái dốc mà nó lên lên xuống xuống, nó chưa có, nó phải lại chỗ nào cân bằng. Con để cái chân lên rồi, đúng rồi, đạp lên.